em sẽ đem đến cho anh em một cái dòng máy của Datom. Con này là HBW2003. Dòng này thì đến với thị trường rất là lâu rồi, không có gì để anh em bỡ ngỡ cả. Nhưng mà cái dòng này hôm nay em muốn báo giá cho anh em biết là bên em vẫn giữ giá cũ cho anh em, chỉ có 4,2 triệu thôi. Với giá không thay đổi gì hết, trong thời gian hiện tại đang tăng giá rất là nhiều, thì đối với con máy này bên em đang hỗ trợ giá rất là tốt cho mình luôn. Đó, đây là con DKHBW2003 nha anh em. Đây mẫu mã của nó, anh em thấy mẫu mã không thay đổi gì đúng không ạ? Có nghĩa là nó vẫn như cũ, không có thay đổi gì cả. Và giá hiện tại máy móc Việt Nam đang hỗ trợ giá cũ cho anh em rất là tốt luôn. Đây là toàn bộ phụ kiện của nó đây anh em. Đây là dây hút của nó, dây hút mà gấp đàng hoàng nha, rất là xịn sò luôn ha. Đây là cái lọc rác của nó, tặng cho anh em một cái bình bọt tiết lớn luôn ha. Bình này là bình 1 lít nha. Bình này là anh em là mua là với giá phải là tầm 200 đến 250 nha. Tại vì có nhiều chỗ nó bán là nó bỏ cái bình bọt tiết ra, nó bán xong rồi nó cộng cái bình bọt tiết vô. Bên em thì đầy đủ phụ kiện hết cho anh em về chỉ có xài thôi ha. Đây là dây theo máy, cộng dây này rất là xịn sò nha anh em. Dây của Datom, dây 15m, anh em mà mua lẻ là phải là 350 nha, 350 một cộng dây 15m như thế này. Đó, nó có nhiều chỗ nó sẽ đổi cái dây thành 20m, nhưng mà dây của nó là không phải là dây của hãng, không phải là dây của Datom nha. Đó, dây của Datom anh em nhìn thấy xịn sò mà, nó nằm trong hộp nhựa đàng hoàng luôn. Em lấy ra cho anh em thấy à. Đây là cái súng của Datom, súng này súng lớn nha, chứ không phải là súng như súng xài gia đình. Đó, anh em nào mà đã từng biết tới nó rồi thì em nói qua cho anh em nha. Đây là cái súng, đây là khớp nối dài. Anh em thích sử dụng khớp nối ngắn thì mình xài khớp nối ngắn ha. Còn nếu mà muốn cho nó dài nữa thì anh em nối vô thôi, không có gì hết. Tặng kèm cho anh em hai cái đầu bét, một đầu bét đỏ, một đầu bét xanh nha. Đầu bét đỏ này là đầu không độ, rất là mạnh luôn. Anh em mà xịt rửa xe là mình nên xịt gầm nha. Còn nếu như mà mình xịt tới những chỗ mà có sơn rồi đó thì anh em nên xịt màu xanh này. Đó là toàn bộ phụ kiện. Dòng này thì 100% là lõi đồng rồi, anh em an tâm sử dụng ha. Đây là con DKHBW2003. Em nói sơ về cái thông số cho anh em nhớ lại ha. Đây là DKHBW2003. Dòng này thì là lưu lượng nước là 14 lít trên phút. À, con này thì áp lực nước lên tới 133 nha. Áp lực nước này là áp lực nước đối với dòng công nghiệp, bán công nghiệp nha anh em. Anh em đừng có so sánh với cái dòng gia đình ha. Đó, công suất của nó là công suất công nghiệp là 2.300. Anh em không có so sánh 2.300 công nghiệp với lại 3.000W gia đình. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Tại vì như Datom có cái dòng 3001 2,5 triệu. Đó, dòng đó là 3.000W rồi. Nhưng mà dòng 3.000W đó là 3.000W gia đình thôi nha anh em. Anh em xài tầm nửa tiếng đổi lại là tốt nhất cho máy. Còn đối với dòng này anh em có thể xài 1-2 tiếng đồng hồ ok ha. Đó, mình xài điện là thời điện gia đình thôi. Dòng này thì 100% lõi đồng, anh em an tâm sử dụng rồi. Có rờ le tự ngắt cho anh em nha. Trước kia nó có cái dòng DKT2000S. Dòng đó là dòng tự hồi, nó không có rờ le tự ngắt như thế này. Đối với cái dòng HBW2003 này là có rờ le tự ngắt cho anh em luôn nha. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mình luôn ha. Nguyên kiện của nó, con này là nặng tới 15kg cho nên anh em sử dụng là an tâm luôn ha. Đó, là toàn bộ những phụ kiện hiện tại đang nằm trên bàn này là đều là những phụ kiện của con DKHBW2003. Rồi, để em thử máy cho anh em xem cái độ mạnh nó có thay đổi gì không, hay là nó vẫn là như cũ. Và giá hiện tại máy móc Việt Nam đang hỗ trợ giá cũ cho anh em là 4,2 triệu nha. Anh em nhớ kỹ giúp em à, hiện tại máy móc Việt Nam đang hỗ trợ giá cũ cho anh em là 4,2 triệu thôi. Rồi giờ em sẽ test máy cho anh em xem ha.
đẹp anh em ơi. Bây giờ em sẽ quét qua lại cho anh em xem ha. Ngọc Lan để qua những video